Câu chuyện cô chủ không biết quý tình bạn. Ngày xưa có một cô bé xinh xắn, cô có một con gà trống. Buổi sớm thức dậy, gà trống gáy: cút cu cu, xin chào cô chủ tí hon. Gà trống chạy đến bên cô bé, mổ những hạt khóc trong tay cô, rồi đậu trên bờ rào cạnh cô. Bộ lông của gà trống sặc sỡ, mượt bóng như bôi mỡ. Cái màu của nó khi mặt trời chiếu vào đỏ chót như hoa gạo. Thật là một chú gà trống đẹp tuyệt vời. Một hôm, cô bé nhìn thấy con gà mái của bà hàng xóm. Cô bé thích con gà mái ấy lắm, liền nói với bà: bà đổi cho cháu con gà mái, cháu sẽ mang con gà trống của cháu sang cho bà. Gà trống nghe nói vậy liền cúi đầu xuống, cái màu của nó rũ sang một bên. Biết làm thế nào được, cô chủ đã quyết định rồi. Bà hàng xóm bằng lòng, cô bé mang gà mái về và kết bạn với gà mái. Con gà mái này có lớp lông tơ dày, ấm áp, không có ngày nào gà quên đẻ trứng. Cục ta, cục tắc, cô chủ tí hon ơi, hãy ăn trứng đi, cho khỏe người. Cô bé ăn trứng, ôm gà mái tơ vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, cho nó uống nước và ăn hạt kê. Bà hàng xóm lại mua về một con vịt. Thấy vịt, cô bé rất thích, liền gạ gẫm: bà đổi cho cháu con vịt nhé, cháu sẽ đưa cho bà con gà mái. Gà mái nghe chuyện buồn lắm, bộ lông tơ xù ra. Còn biết làm sao nữa, tại vì cô chủ muốn thế mà. Cô bé lại làm thân với con vịt, cả hai cùng ra sông tắm. Cô bé bơi và con vịt bơi ở bên cạnh. Quạc quạc quạc, cô chủ tí hon của tôi, cô đừng bơi xa, lòng sông sâu lắm. Cô chủ lên bờ, vịt cũng lên theo. Một hôm có người bà con đến chơi, dắt theo một chú chó con. Cô bé nhìn con chó thích lắm, liền nói: ôi, một con cún thật đẹp, bác cho cháu con chó con này nhé, cháu sẽ biếu lại bác con vịt. Vịt vừa nghe liền vẫy vẫy đuôi cánh và kêu lên: quạc quạc quạc. Nhưng chẳng ích gì, cô chủ tóm lấy con vịt trao cho người bà con. Cô chủ vuốt ve con chó con và kể lể: ta có một con gà trống, ta đem đổi lấy gà mái, gà mái ta lại đổi lấy vịt, còn lần này ta lại đổi con vịt lấy chú mày đó. Con chó nghe thấy bèn cụp đuôi lại, chui vào dưới gầm ghế. Đêm đến, nó dùng chân cậy cửa và trốn đi. Các em thấy không, cô bé này không biết quý tình bạn, vì vậy mà suốt đời không thể có bạn được. Chúng ta đừng bắt chước cô bé này nha các em.